Quả táo thần kỳ của Kimura. Phần cuối. Tháng 8 năm 2007, Kimura ở vườn táo dưới chân núi Iwaki. Trong vườn thoảng mùi giấm, hình như ông mới phun giấm buổi sáng. Đối diện những cái lá táo mọc xum xê dày đặc, Kimura ngồi trên cái thang chữ A trước đây, đang làm việc như mọi khi. Cái thang chữ A mà có lần khi nhìn xuống dưới, ông thấy mặt đất như thể nứt ra và ông đang ngồi treo leo trên vách đá vậy. Bằng cách nào đó, tôi đang hình dung ra cái thang thô sơ bằng kim loại, nhưng cái Kimura đang ngồi lên là một cái thang chữ A được dùng nhiều, có hơi ấm, bằng gỗ. Bên dưới thang là Michiko, vợ ông, đang nói chuyện gì đó vẻ thoải mái và dễ chịu. Tôi không muốn làm phiền, nhưng tôi được Kimura bảo có thứ muốn cho xem. Cái này, anh xem cái lá này đi. Nó tròn và có một lỗ hổng, đúng không? Anh nghĩ đó là gì? Kimura cầm một cái lá trên tay. Đúng là ở chính giữa cái lá có lỗ hổng. Chắc bị sâu ăn chăng? Nghe tôi nói vậy, thì Kimura lắc đầu vui vẻ. Sai rồi, đây là cái lỗ mà cây táo tự nó đục đấy. Không, cả tôi ban đầu cũng nghĩ là sâu và bỏ qua. Thế nhưng, đúng là không có con sâu nào lại cắn lá cái kiểu này. Bao nhiêu năm, tôi cứ thấy thật kỳ lạ. Có lần, tôi trông thấy bên cạnh cái lá thủng lỗ này, một cái lá có đốm bệnh màu nâu, vốn là đặc trưng của bệnh đốm rụng lá. Tôi nghĩ, vậy thử xem, đốm bệnh ấy sẽ như thế nào? Thế rồi, phần bị bệnh tác động đến thì khô rang, trông như lá cây đã cắt đứt việc cung cấp nước cho riêng phần đó, thực hiện chiến thuật cắt đứt nguồn cung lương thực cho kẻ địch. Trong khi đó, phần đốm bệnh rời xa và rơi xuống, thành ra trống một lỗ. Nhưng không chỉ có như vậy đâu, cái lỗ trống như thế hình thành xong thì cái lá con mọc bên cạnh cái lá ấy vùn vụt to ra, nó bổ sung cho phần lá bị mất đấy. Tôi đã đo tỷ lệ rồi, độ to của cái lỗ và phần cái lá to lên gần như giống nhau đấy. Lỗ mà thủng nhiều hơn, không bù như vậy được nữa thì lần này đầu cành sẽ mọc ra lá mới. Hồi đó tôi còn bón phân ủ cho vườn, dù có bị bệnh, những cái lỗ này cũng không xuất hiện. Tôi nghĩ vì mảnh vườn này chỉ có dinh dưỡng vừa đủ, nên những cây táo phải rút hết sức mạnh tự nhiên vốn có. Càng biết, tôi càng nghĩ, cái gọi là tự nhiên ấy sao mà tài tình thế. Làm công việc giúp đỡ tự nhiên, được chia sẻ ân huệ này, đó là dáng vẻ thực sự của nông nghiệp đấy. Là dáng vẻ mà nông nghiệp nên có. Nông nghiệp bây giờ, đáng tiếc, đã chệch khỏi cái dáng vẻ đó. Tức là muốn mãi mãi duy trì cách làm này là không thể được đâu. Ngày xưa tôi cũng mơ ước về phương pháp canh tác nông nghiệp quy mô lớn, nhưng những vùng đất canh tác quy mô lớn đó nhanh chóng bị sa mạc hóa cả. Cả những vựa lúa của Mỹ lẫn những nông trường tập thể của Liên Xô cũ bây giờ thành ra thế nào chỉ nhìn sẽ hiểu ngay. Dù cho khoa học có tiến triển như thế nào đi nữa, con người cũng không thể tách khỏi tự nhiên và sống được đâu. Bởi vì con người bản thân nó đã là một sản phẩm của tự nhiên rồi mà. Bản thân ta là người giúp đỡ của tự nhiên. Chuyện đó con người có nghĩ từ trái tim hay không? Tôi cho rằng tương lai của con người dựa vào chỗ đó, hoàn toàn không phải khoa trương hay gì cả đâu. Việc tôi có thể là giúp đỡ những cây táo mà thôi, không phải là làm được việc lớn lao gì. Thế nhưng cái đó đối với tương lai của con người chắc chắn sẽ là việc có ích. Cái này thì có hơi khoa trương này, nhưng từ tận sâu trong tâm mình tôi đã nghĩ như vậy đấy. Không khoa trương chút nào, Kimura đã thực hiện được việc quan trọng đối với tương lai của nhân loại hơn cả việc chế tạo máy bay hay đặt chân lên mặt trăng. Trên những cây táo, những trái táo màu xanh kết quả chĩu chịch, mùa thu hoạch đã ở trước mắt. Vừa ngắm quang cảnh thanh bình ấy, một lần nữa ông lại nghĩ, chính là nơi đây. Nơi thời niên thiếu, ông trồng táo cùng với anh mình. Nơi trước hết, đầu tiên trong bốn vườn táo, ông trồng không thuốc trừ sâu. Nơi ông nhìn thấy những người óng ánh màu bạc. Nơi ông bện cuộn dây khi quyết định sẽ kết thúc tất cả trên núi. Nơi chỉ có 7 cái hoa táo đã nở. Rồi cũng là nơi ông trông thấy hoa táo nở bạc ngàn sau 9 năm, đều là ở mảnh vườn này. Ở mảnh vườn này, ông tiếp tục đối diện với những cây táo bị mọi người giễu cợt, cho là ngốc nghếch. Ông vừa khổ sở với sự bần hàn, vừa từ đó tiếp tục đi trên một con đường duy nhất. Đột nhiên, tôi nghĩ câu chuyện này tôi đã có lần nghe trước đây rồi.
Ở một nơi cách biển rất xa, người đàn ông đó đóng một cái thuyền. Lũ lụt ư, sẽ không bao giờ tới. Người đời đã nói chắc chắn như thế. Chẳng phải họ đã cười cợt người đàn ông đó sao? Dù như vậy, con người đó vẫn theo niềm tin của bản thân mình, một mình tiếp tục đóng thuyền. Thế rồi, anh ta chất lên chiếc thuyền đó từng cặp một, tất cả động vật trên mặt đất, không dùng cả thuốc bảo vệ và phân bón. Vậy mà, vì sao những cây táo ở mảnh vườn này không bị sâu bọ và bệnh tật hủy hoại nhỉ? Một phần của điều bí ẩn đó được làm sáng tỏ dần dần từng chút một. Theo nghiên cứu của giáo sư Sugiyama Suichi thuộc khoa nông học, khoa học đời sống Đại học Hirosaki, nghe nói trên bề mặt đất hay lá của những cây táo ở vườn của Kimura tồn tại số lượng vi sinh vật nhiều gấp mấy lần các mảnh vườn khác. Trạng thái vườn táo của Kimura hình như rất giống với rừng nguyên sinh ở vùng núi Shirakami. Dù chủng loại hay số lượng của côn trùng và cỏ dại vẫn chưa được nghiên cứu, nhưng chắc chắn cũng sẽ có kết quả giống như vậy. Việc kéo co của đa dạng các sinh vật sống ấy đã hạn chế sự phát sinh bất thường của bệnh tật hay sâu hại. Điều đó có lẽ không sai. Thế nhưng, ta cũng có thể nhìn nhận câu chuyện này theo một cách khác. Chẳng phải những sinh vật sống không thể sống được ở những mảnh vườn khác đã được Kimura cho lên con thuyền có tên là vườn táo hay sao? Lúc nào đó nhất định sẽ tới, chuẩn bị cho ngày đó. Cả Ai Cập, Lưỡng Hà, Sông Ấn, những vùng đất phồn vinh của văn minh cổ đại đều đã sa mạc hóa hoàn toàn bởi con người chặt phá rừng và tàn phá kỳ quệ. Con người hiện đại có thể cười rằng đó là vì sự thiếu khôn ngoan của người cổ đại. Thế nhưng, chúng ta có thể cười được đơn giản vì chúng ta có kỹ thuật sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà thôi. Rừng có biến mất, ta vẫn có thể vô tư lự được vì có thể vận chuyển cây cối từ khu rừng khác ở xa chưa bị hủy hoại. Vùng đất nọ bị sa mạc hóa đi nữa, ta vẫn có thể lấy vùng đất khác làm vườn tược được. Nên ta có thể làm ra vẻ như không biết cái gì sắp xảy ra, với ý nghĩa giống hệt như nếu không phun thuốc bảo vệ, không bón phân thì táo không ra quả. Con người hiện đại, nếu thiếu thuốc bảo vệ hay phân bón, sẽ không thể sống được. Vậy mà, rất ít người nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó. Những việc như vậy không thể tiếp tục mãi mãi. Nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt xảy ra trước, hay môi trường bị tàn phá đến độ không thể phục hồi được xảy ra trước, tôi chưa rõ. Nhưng dù như thế nào, nếu thành ra như thế, việc nông nghiệp hiện đại không thể thiếu thuốc bảo vệ hay phân bón hóa học sẽ bị phá sản là việc tôi đang trông thấy. Cái đó là 100 năm sau hay là 30 năm sau, tôi không biết. Dù như vậy, cơn đại hồng thủy khi nào đó nhất định sẽ tới. Nghĩa là mảnh vườn này là con tàu Noah còn gì? Tôi đừng được nói ra như vậy, nhưng Kimura có vẻ lập tức hiểu ngay ý nghĩa. Đúng là như thế sao? Ông dang rộng hai tay, tạo dáng như một vị thánh, lẩm nhẩm một câu gì. Thế rồi, ông cười vẻ thoải mái. Kimura, trong mấy năm trở lại đây, đã đi khắp cả nước, tiếp tục việc chỉ dẫn nông nghiệp. Đối tượng tiếp nhận không chỉ là những người nông dân trồng táo, đến cả những người trồng lúa, trồng rau, trồng trà, ô liu, xoài đều nhận được lời khuyên của Kimura để chuyển dịch sang nông nghiệp không sử dụng thuốc bảo vệ hay phân bón, gần gũi hơn với tự nhiên. Thế rồi, những vùng đất nông nghiệp tiếp nhận những lời khuyên của Kimura, dù là ruộng nước hay vườn, đều trở nên màu mỡ đến mức trông hoàn toàn khác biệt. Danh tiếng, nối tiếp danh tiếng. Gần đây, không chỉ ở trong nước, ông còn được cả nước ngoài mời đi diễn thuyết và chỉ đạo nông nghiệp. Điều làm tôi nghĩ Kimura thật chân thật ấy là việc ông đưa ra lời khuyên. Dù là gạo hay rau trồng không thuốc bảo vệ, không phân bón, khi thu hoạch đã ổn định thì tiếp theo, hãy hạ giá thành trong chừng mực có thể. Những quả táo Kimura trồng ra cũng vậy, nếu tính về độ ngon như thế, cùng với giá cả hiếm có, bây giờ có tăng giá gấp 5 lần chắc chắn vẫn bán được. Vậy mà, Kimura tuyệt đối không định làm như vậy. Vì nếu có thể, ông mong rằng người dân ở khắp Nhật Bản sẽ ăn táo của ông. Ít nhất cũng phải là cái giá mà ai cũng có thể mua được. Kimura nghĩ như vậy. Vì canh tác cây trồng không dùng thuốc bảo vệ, không dùng phân bón, rất tốn công. Nếu so sánh với nông nghiệp dùng thuốc bảo vệ hay phân bón, thế nào, lượng thu hoạch cũng sẽ ít hơn. Tôi rất hiểu, nguyện vọng tất yếu của một người sản xuất là nếu có thể sẽ muốn bán với giá cao.
Thế nhưng, như thế, hoa màu được trồng không thuốc bảo vệ, dù trả hoa bao lâu cũng mãi là một đồ xa xỉ. Kimura nói, chừng nào hoa màu không thuốc bảo vệ còn là thứ hàng hóa xa xỉ, chỉ dành cho người sung túc, dư dả, thì việc trồng trọt không thuốc, không phân bón vẫn không thể vượt qua giai đoạn gọi là trồng trọt đặc thù. Tình hình hiện tại dù khó khăn đi nữa, đến lúc nào đó sẽ khiến những sản phẩm rau màu trồng bằng cách của những người như ông có thể bán ra với giá rẻ ở mức có thể cạnh tranh được với những sản phẩm rau màu được trồng có phun thuốc và phân bón. Đó là ước mơ của Kimura. Nếu giá cả có thể trở nên không chênh lệch mấy, nhiều người chắc chắn sẽ lựa chọn những sản phẩm nông nghiệp không thuốc bảo vệ, không phân bón. Giả sử như táo không thuốc và táo không phải như vậy được bán với cùng một giá, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ mua táo không có thuốc. Khi được như thế, những nông dân bình thường mới thật sự nghĩ đến việc trồng các sản phẩm nông nghiệp bằng cách không dùng thuốc. Đó là điều quan trọng nhất. Để được như thế, có được nhờ đi đến đâu, Kimura cũng sẽ đi và nói chuyện. Ngay cả phương pháp trồng táo mà ông đã khó nhọc, cực khổ tới nhường đó để có được, chỉ cần được yêu cầu, dù là ai đi nữa, ông sẽ vẫn chỉ cho, không tiếc gì. Biến cái đó thành sở hữu độc quyền của bản thân là thứ cả trong mơ ông cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ trong vòng 2 năm, chắc hẳn sẽ có vài nơi trong nước làm được những mảnh vườn không thuốc bảo vệ và không phân bón, ổn định và có thể thu hoạch táo giống như vườn của Kimura. Tôi nghĩ rằng vì ông đã khổ sở đến như vậy nên có nhận lợi ích một chút từ sự khó nhọc ấy cũng chẳng có gì là xấu. Thế nhưng Kimura lại hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc như thế. Bây giờ cũng vẫn vậy, răng vẫn không có, cả cái cửa kéo trong nhà cũng mãi chưa dán được. Vì ông biết có việc quan trọng hơn cả những việc đó. Văn minh quá tiến bộ, có người quên mất cội gốc của mình thì sẽ ra như thế nào? Dù Internet có trở nên tiện lợi bao nhiêu nữa, dù đã có thể nói chuyện với khắp thế giới bằng điện thoại di động, nhưng mỗi ngày nếu không ăn gì, con người ta cũng không thể sống được. Nếu nói như các học giả sinh thái thì sẽ là con người là ký sinh trùng của thực vật, nông nghiệp chính là gốc rễ duy trì sự sống của con người. Nếu cái rễ ấy mà bị khô héo, con người sẽ không thể sống được. Việc đó hẳn ai cũng hiểu. Vậy nhưng làm cho gốc rễ suy mòn đi mà mặt vẫn bình thản như không là vẻ giả bộ của con người hiện đại. Kimura không nói mấy về điều đó. Ông tin lúc nào đó cái ngày người ta hiểu sẽ tới. Không mưu cầu danh lợi hay sự trả ơn, ông chỉ tiếp tục lặng lẽ làm những việc mình cần làm. Thật là một con người phi thường. Từ sâu tận trong tim mình, tôi nghĩ như thế. Những chiếc lá táo đung đưa theo gió, kêu xào xạc, chẳng có logic nào. Tôi nhớ ra câu lúc nãy, khi được bảo như vậy, tôi đã nổi da gà. Vẻ như nói đùa, nhưng đúng là Kimura đã thì thào: hãy lên con thuyền của tôi. Ngày hôm đó là một ngày mùa hè nóng nực. Ngay trong thành phố Hirosaki, nhiệt độ cũng vừa quá 30 độ. Nhưng trong vườn của Kimura, gió mát mẻ thổi. Ở dưới nóng lắm đây, tôi than thở. Kimura cười: thế thì anh viết bài ở đây này. Ông gợi ý. Vì lẽ đó, phần lớn cuốn sách này được viết ra ở vườn của Kimura. Tôi ngồi xuống đám cỏ, mở máy tính ra. Những cây lá táo tạo thành bóng râm dễ chịu cho tôi. Trong biển cỏ dại thỏa sức mọc, những con châu chấu nhảy nhót, những con ong bay lượn, tiếng ếch kêu ở đâu đó, non như đồng núi chứ không phải vườn. Tôi nghĩ, Siebo mà trông thấy khu vườn này thì sẽ nói gì nhỉ? Trời xanh trải rộng trên những cái cây, học giả thần kinh học Moji Kenichiro. Khi bắt gặp những thứ kỳ vĩ, vì sao chúng ta lại có cảm giác tươi mới vậy nhỉ? Đó là hôm tôi gặp Akinori Kimura ở studio ghi hình tác phong làm việc của chuyên gia. Ra khỏi cái mái vòm dày bao bọc lấy cái gọi là văn minh mà ta quen sống, bầu trời xanh sâu thẳm mở rộng mãi được lộ ra, rạng ngời khả năng của cuộc sống mà trước giờ ta không để ý tới. Ở chính giữa phong cảnh hùng vĩ ấy là hình ảnh Kimura nhỏ bé. Những câu chuyện đã nói với Kimura đến giờ vẫn còn khắc ghi rõ nét tận trong sâu thẳm trái tim tôi. Đã một năm rưỡi từ dạo nhà văn Takuji Ishikawa tìm hiểu cuộc đời của Akinori Kimura và tập hợp thành một cuốn sách. Lật từng trang, tôi được bao bọc bởi niềm vui.
Cùng với việc được sống lại cảm giác tuyệt vời có được khi nói chuyện với Kimura, tôi còn được biết thêm những mặt khác của Kimura mà tôi chưa biết tới. Việc trồng táo không thuốc bảo vệ, không phân bón, vốn được cho rằng bất khả thi, cuộc đời đấu tranh gian khổ để hiện thực hóa điều đó của Akinori Kimura, giống như một bộ phim truyền hình. Những cây táo được cải tiến phẩm loại, quả to hơn, ngọt hơn, lại yếu ớt trước bệnh tật sâu hại. Với việc không sử dụng thuốc, sâu bệnh bùng phát, lá cũng bị bệnh và rụng mất, hoa lại nở trái mùa. Đến năm sau, nụ hoa không ra nữa, trong khi những vườn táo sử dụng thuốc bảo vệ, theo cách làm thông thường ở xung quanh, vẫn thuận lợi đơm hoa kết trái. Chỉ riêng vườn của Kimura chịu tình cảnh thảm khốc. Đó là lý do ông bị gọi là kẻ phá gia chi tử. Kimura không chịu khoanh tay đứng nhìn. Trước đó, thuở niên thiếu, ông từng định dùng ống chân không để làm máy vi tính. Một Kimura công phu, sáng ý như thế, lúc nào cũng vậy, không làm gì đó thì không chịu được. Thử nghiệm cây này, cây kia, vui vẻ tích cực đến mức cảm hóa cả những người xung quanh. Bức tường mang tên trồng táo không thuốc không phân bón, cao tới mức ngay cả một Kimura như thế cũng không thể dễ dàng vượt qua. Kimura cứ thế bị dồn vào chân tường. Trong cây núi nơi ông leo lên quyết tâm để chết, ông đã trông thấy ảo ảnh về cây táo. Thế rồi bừng tỉnh, trong núi chẳng có ai phun thuốc, vậy mà lá của những cái cây lại xum xuê xanh mướt. Khi nhận ra bí mật nằm ở đất tơi xốp dưới gốc cây, những khó nhọc đằng đẵng của Kimura cuối cùng cũng được đền đáp. Ông miệt mài chạy xuống núi, quên bẵng việc mà lên núi tìm nơi để chết. Hệ sinh vật phong phú trong núi, đất được nuôi dưỡng trong đó, rễ cây phát triển len lỏi trong đất tơi xốp ấy. Trong môi trường được tự nhiên ban tặng, các loại thực vật không có thuốc hay phân bón vẫn phát triển nhanh chóng. Phát hiện của Kimura liên quan đến nguồn gốc sức sống của mẹ thiên nhiên. Cái đó đúng là quay ngoắt kiểu Copernicus. Để hiểu được ý nghĩa lý luận sâu xa đó, chẳng phải nhân loại cần đến một thời gian vài chục năm hay thậm chí hơn 100 năm hay sao? Với việc phun thuốc bảo vệ, tức là dùng sức mạnh khống chế hệ sinh thái của vườn, tạo ra trạng thái vô khuẩn, táo chắc chắn sẽ đậu quả. Việc kiểm soát mang tính nhân tạo cũng có thể thực hiện được. Với cách tiếp cận giống như với sản phẩm công nghiệp là thực hiện sản xuất số lượng lớn trong không gian khép kín, được quản lý một cách nhân tạo, con đường nông nghiệp ở thời hiện đại đã được mở ra. Lợi ích đó là chắc chắn. Một mặt, nông nghiệp đầu tư vào thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón khiến việc nâng năng suất lên cao trở thành việc chắc chắn khả thi, thì mặt khác, nó cũng chất thêm gánh nặng to lớn lên môi trường. Bằng việc phun thuốc bảo vệ, hệ sinh thái vốn đã tồn tại bị phá hủy. Tiếp đó, với việc đầu tư phân bón, khả năng vốn có của đất bị mất đi, thay thế cho tự nhiên vốn độc lập. Trạng thái bệnh tật là nếu không truyền dịch thường xuyên thì không duy trì bắt đầu xuất hiện. Rau màu lớn lên trong đó chắc chắn không thể phát huy được sức sống vốn có. Tình trạng như thế đương nhiên cũng được phản ánh qua mùi vị của rau màu. Táo của Kimura có vị vốn dĩ của táo, không phải kiểu chỉ ngọt hay tươi mà để lại cảm giác như là tác phẩm điêu khắc của mùi vị phức tạp, có chiều sâu mà thứ quả gọi là táo vốn ẩn chứa. Không tẩm thuốc, cũng không phải được duy trì bởi phân bón, là quả táo thần kỳ được sinh ra bằng việc phát huy sức mạnh vốn có của một sinh mệnh trong tự nhiên. Cái chúng ta thưởng thức là một quả ngọt đẹp đẽ của triết học cuộc sống. Nghĩ đến những trái táo của Kimura, tôi lại nhớ đến thứ nước trái cay đã uống một lần ở chợ của thành phố trung tâm vùng Amazon, Manaus. Người người qua lại dưới mặt trời chói chang, thứ nước quả tôi đã uống ở một quầy hàng sơ sài, có vị của sự sống mà dường như đến tận lúc đó tôi chưa từng được uống. Trạng thái vô trùng vì ngâm thuốc, được bổ sung thuốc dinh dưỡng, chẳng phải đó là hình ảnh của chính con người văn minh chúng ta hay sao? Bí quyết khái quát, sức mạnh vốn có của cây táo mà Kimura phát hiện ra cũng liên quan trực tiếp đến cả cách sống của chúng ta. Quả thật, chúng ta có thể làm hồi sinh sức sống bên trong bản thân được hay không? Cái sức mạnh sống đang có khuynh hướng suy yếu đi trong bối cảnh cách mạng thông tin của chúng ta. Thách thức mà trái táo của Kimura đặt ra cho chúng ta là vô cùng to lớn. Từ kỳ tích, quả táo thần kỳ của Kimura có thể rút ra phước lành của trái táo được hay không?
cần sự thành tâm của chúng ta kể từ bây giờ. Phía trên những cây táo của Akinori Kimura, bầu trời xanh mở ra rất sâu, rất rộng lớn. Vậy là mình đã hoàn thành quyển sách đầu tiên. Chương cuối này tác giả cũng đã tự tóm tắt lại, nên mình cũng không cần nói về việc đó nữa. Mình chỉ muốn nói là chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình và Kimura tới cuối con đường này. Hy vọng là sau khi nghe xong quyển sách này, bạn cũng đã biết thêm được vài điều mới và cũng rút ra được vài bài học cho bản thân mình. Mình chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và hy vọng lại gặp bạn trong những quyển sách tiếp theo của kênh mình. Giờ thì bye bye!